TNI King Coffee, thương hiệu cà phê phát triển nhanh nhất toàn cầu năm 2020 trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống do bà Lê Hoàng Diệp Thảo điều hành năm 2020, với nhiều khó khăn đã chọn cách bảo toàn nội lực để giữ vững nền tảng trước những cơ hội và thách thức sắp tới. Đồng thời khởi động dự án Women Can Do, một dự án kết hợp cùng một liên hiệp nữ để giúp 100.000 phụ nữ khởi nghiệp trong năm vừa rồi thì chúng tôi có đưa ra cái chương trình gọi là Woman Can Do để có thể xây dựng 100.000 phụ nữ khởi nghiệp ở tại thị trường Việt Nam. Nhưng cái thời gian vừa qua đó là khi mình tung ra ở thị trường Việt Nam với cái 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 hệ sinh thái phụ nữ 4.0 đấy thì mình lại được cái thế giới rất là chú ý cái chương trình đấy của mình luôn. Mình đang có cái cơ hội để mình làm cái chương trình Woman Can Do đó ở các nước khác. Trong bối cảnh hội nhập, cạnh tranh và du thế 4.0, theo các chuyên gia là cần có những động lực mới mang tới đột phá cho tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, hơn lúc nào hết cần phải tập trung phát huy vai trò của phụ nữ, đồng thời cũng cần phải có những cải tiến về cơ chế chính sách, hỗ trợ từ cơ quan quản lý, chính phủ tạo bệ đỡ để phụ nữ tiếp tục tham gia, cống hiến nhiều hơn cho phát triển kinh tế xã hội.